Xin chào, chào mừng bạn đã đến với chuỗi video về triết học của kênh. Trong tập này mình sẽ nói về triết học và nữ quyền. Cảnh báo trước là video sẽ có những nội dung đề cập đến việc phân biệt giới tính. Theo quan điểm duy lý truyền thống, con người là những sinh vật có lý trí kiểm soát cơ thể và những ham muốn. Theo triết gia Plato, linh hồn hay là lý trí cai trị cơ thể là những ham muốn. Còn Aristotle thì nói rằng nam giới gắn liền với lý trí, còn phụ nữ thì không lý trí bằng nam giới, cho nên phụ nữ phải nghe theo nam giới. Như vậy có đúng hay không? Theo phê bình của các nhà nữ quyền thì quan điểm duy lý liên kết nam giới với lý trí, còn phụ nữ thì lại gắn liền với ham muốn và cảm xúc. Lý trí được coi là tốt, thống trị, ham muốn và cảm xúc bị coi là xấu, bị coi là nên bị khuất phục. Do đó mà những quan điểm này đã biện minh cho việc áp bức phụ nữ trong suốt một thời gian dài. Theo lịch sử thì quan điểm duy lý được sử dụng để biện minh cho việc chinh phục và nô lệ hóa người bản địa ở tầng thế giới, tức là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày nay. Có rất nhiều người đã phản ứng, nhiều triết gia không chấp nhận những phản đối này. Một số người thì tìm cách vượt qua những thành kiến về phân biệt giới tính trong quan điểm duy lý. Họ cũng đã có một số kết luận, đó là quan điểm duy lý truyền thống có thành kiến và phân biệt giới tính. Còn các nhà nữ quyền thì chỉ trích quan điểm này và kêu gọi sự thay đổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung chính của video ngày hôm nay. Thách thức lớn nhất đối với quan điểm truyền thống về bản chất của con người là nó có bản chất phân biệt giới tính. Quan điểm này phân biệt giới tính bởi vì nó đối xử khác biệt với phụ nữ. Nhiều nhà triết học nữ quyền, mặc dù là không phải tất cả mọi người, đã phản đối quan điểm này. Sự phản đối mạnh mẽ tấn công vào trọng tâm của quan điểm truyền thống. Và để hiểu nó, chúng ta cần quay lại với Plato và Aristotle. Hãy nhớ rằng theo quan điểm truyền thống, con người là những sinh vật có lý trí. Trong đó, lý trí sẽ kiểm soát cơ thể và những ham muốn của nó. Plato đã giải thích ý tưởng này trong tác phẩm Cuộc Đối Thoại Phaedo, một phần mà chúng ta đã thảo luận trước đây trong những tập trước. Trong cuộc đối thoại này, Plato đã truyền đạt quan điểm của mình qua lời của Socrates. Socrates nói, khi linh hồn và thể xác hợp nhất, linh hồn sẽ cai trị cơ thể. Phải chăng bản chất của thần thánh là cai trị, còn phàm trần là phục vụ? Và nếu vậy, phải chăng linh hồn giống như một thứ gì đó thiêng liêng? Sips mới nói, đúng vậy Socrates. Socrates, vậy thì Sips, chúng ta hãy kết luận rằng linh hồn gần giống với một cái gì đó thiêng liêng, bất tử, dễ hiểu, đồng nhất, không thể tan rã và không thể thay đổi. Còn thân xác thì là bản chất hữu diệt, khó hiểu, đa dạng, dễ tan rã, dễ thay đổi. Có ai có thể phản đối điều này không? Sips, không ai có thể Socrates. Socrates, vậy thì tôi nói rằng linh hồn là cái vô hình, sau khi chết sẽ đến một thế giới giống như là chính nó. Thế giới của vinh quang, thuần khiết và vô hình. Thế giới của các vị thần tốt đẹp và khôn ngoan. Linh hồn sẽ đến một thế giới thần thánh, bất tử và lý trí. Tại đó, linh hồn sẽ an toàn trong hạnh phúc và được giải thoát khỏi những lỗi lầm, sự điên rồ của con người. Nó sẽ thoát khỏi sự sợ hãi, những đam mê hoang dã và tất cả những căn bệnh khác của con người. Nó sẽ mãi mãi ngự trị, như người ta nói trong các nghi lễ cùng với các vị thần, đúng không Sips? Sips mới nói, đúng, không có nghi ngờ gì nữa. Socrates, nhưng một linh hồn đã bị ô nhiễm, không còn trong sạch khi chết đi, luôn là bạn đồng hành và phục vụ cho cơ thể, yêu và bị mê hoặc bởi cơ thể, cũng như là bởi những ham muốn và những thú vui của cơ thể, cho đến khi người ta tin rằng sự thật chỉ tồn tại ở dạng cơ thể mà con người có thể chạm, có thể nhìn, có thể nếm và sử dụng cho đúng mục đích ham muốn của mình. Ý tôi là linh hồn đã quen với sự căm ghét, sợ hãi và tránh xa những nguyên tắc của trí tuệ, mà đối với mắt thường thì tối tăm và vô hình và chỉ có thể truyền đạt bằng triết học. Bạn có nghĩ rằng một linh hồn như vậy sẽ ra đi trong sạch và không bị pha trộn hay không? Sips mới nói, không thể. Socrates, một linh hồn như vậy được giữ chặt bởi sự vật chất, sự liên kết liên tục và sự chăm sóc liên tục của cơ thể đã đưa vào bản chất của nó. Sips, rất đúng. Socrates, và yếu tố vật chất này nặng nề và trần thế là những yếu tố của thị giác
mà qua đó một linh hồn bị chán nản và bị kéo xuống thế giới hữu hình. Bởi vì nó sợ hãi cái vô hình và thế giới bên dưới, nó đi lãng vãng quanh các khu mộ. Và đây là những linh hồn không phải là những người tốt mà là những kẻ ác, bị buộc phải lang thang khắp nơi để trả giá cho những hình phạt, những lối sống xấu xa của họ trước đây. Chúng ta có thể thấy Plato đã liên kết linh hồn với lý trí và đối lập với hai thứ này là thể xác và những ham muốn trần thế của nó. Linh hồn trong sạch có nhiệm vụ là cai trị cơ thể, không trong sạch và tránh xa những thứ ham muốn và những thú vui của cơ thể. Nếu linh hồn kiểm soát được cơ thể và quay lưng với những ham muốn cũng như là những đam mê hoang dã hay là những cảm xúc của mình thì điều đó sẽ tốt. Có được một tâm hồn thuần khiết như vậy có thể vươn lên tầm hiểu biết chân chính cao hơn và thậm chí là có thể gia nhập vương quốc của các vị thần. Nhưng nếu linh hồn trở thành một người bạn đồng hành và tôi tớ của thể xác hay là những ham muốn và những thú vui của thể xác thì nó sẽ trở nên ô nhiễm và nó sẽ trở nên xấu xa. Nó chắc chắn sẽ bị kéo xuống thế giới phàm trần và lang thang lầm lạc giữa những ngôi mộ và những mồ mả. Mặc dù là Plato cho rằng đàn ông và phụ nữ ít nhiều gì cũng đều bình đẳng, nhưng mà học trò của ông Aristotle đã tiếp tục thực hiện một động thái khiến cho quan điểm duy lý về bản chất của con người trở nên thành kiến và phân biệt giới tính. Aristotle gắn đàn ông với lý trí và cho rằng phụ nữ không có đầy đủ lý trí, do đó đàn ông nên cai trị phụ nữ. Có 3 thứ về quy tắc ở trong một gia đình. Quy tắc đầu tiên đó là sự cai trị của chủ nhân đối với nô lệ, thứ hai là của cha mẹ đối với con cái, và thứ ba là của người chồng đối với người vợ. Vì nam giới đương nhiên là có tư chất lãnh đạo hơn là nữ giới, trừ khi có điều gì đó bất thường xảy ra. Người lớn tuổi hơn và những người hoàn thiện hơn sẽ có tư cách cai trị hơn là những người trẻ chưa hoàn thiện. Vì ở trong tâm hồn về bản chất có một yếu tố cai trị và cũng có một yếu tố bị cai trị. Và trong những yếu tố này, chúng ta nhận ra rằng những đức tính khác nhau. Nói một cách thông minh hơn, đức tính của cái có lý trí và đức tính của cái thiếu lý trí, nhưng mà cũng phải tuân theo lý trí. Do đó rõ ràng là những nguyên tắc tương tự như vậy cũng đúng trong các trường hợp khác. Do đó về bản chất, hầu hết mọi thứ trên thế giới đều là người cai trị hoặc là bị cai trị. Nhưng theo một cách khác nhau, những người tự do cai trị nô lệ. Theo những quan điểm này của ông thì đối với những người nô lệ nói chung là họ không có khả năng về lý luận. Còn phụ nữ thì có nhưng không có khả năng làm nó. Còn những đứa trẻ cũng có nhưng mà không hoàn thiện. Aristotle cho rằng lý trí là bản chất thiết yếu của con người, nhưng chỉ có nam giới trưởng thành mới hoàn toàn sở hữu nó. Phụ nữ và trẻ em theo quan điểm của ông thì không hoàn toàn có lý trí. Do đó họ nên tuân theo những gì mà những người đàn ông nói, tức là những người hoàn toàn có lý trí, giống như cách thể xác và ham muốn của chúng ta phải tuân theo lý trí. Một số nhà phê bình nữ quyền đã lên án quan điểm này. Khi mà liên kết nam giới với lý trí và phụ nữ với những ham muốn, cảm xúc và thể xác. Theo quan điểm này, lý trí phải kiểm soát được ham muốn và cảm xúc. Lý trí được biểu hiện qua hình ảnh của nam giới, được coi là phải thống trị, trong khi cảm xúc và ham muốn thường được hình dung qua hình ảnh của nữ giới, thì bị xem là nên được thống trị, chứ được sẽ để ở trong hoặc kép. Kết quả cuối cùng là lý trí được xem là sạch sẽ, tốt lành, dẫn chúng ta đến thiên đường và tri thức, trong khi ham muốn và cảm xúc của thân xác thì bị coi là bẩn thỉu, xấu xa, làm cho chúng ta rơi vào thế giới đời thường và những ảo tưởng. Nhiều thế kỷ sau, phiên bản tôn giáo về quan điểm truyền thống đã xuất hiện và nó chấp nhận những sự liên kết giữa lý trí và đàn ông, cũng như là những ý tưởng cho rằng đàn ông nên cai trị. Ví dụ trong lời thú tội của một triết gia cơ đốc giáo là Saint Augustine, ông đã viết những điều sau đây trong lời cầu nguyện lên Chúa. Ngài đã lấy tâm trí của con người, vốn không phụ thuộc vào ai ngoài Ngài, mà không cần bắt chước uy quyền của con người, rồi đổi mới nó theo hình ảnh và giống Ngài. Ngài đã thực hiện những hành động hợp lý theo quy luật của trí tuệ, giống như là phụ nữ phải tuân theo đàn ông. Không lâu trước đó, triết gia do Thái giáo Philo cũng đã chấp nhận quan điểm duy lý về bản chất của con người. Ông biến nó thành một phần suy nghĩ của người Do Thái cùng với thành kiến phân biệt giới tính. Người nam thì hoàn thiện hơn,
chiếm ưu thế hơn người nữ, gần giống với hoạt động nhân quả hơn, vì những người nữ bị phụ thuộc và ít chủ động hơn. Đối với hai thành phần cấu tạo nên nguyên tắc sống của chúng ta cũng vậy, cái hợp lý và cái phi lý. Cái hợp lý thuộc về tâm trí và lý trí thuộc về nam giới, còn cái phi lý thuộc về nữ giới. Tâm trí thuộc về một loại hoàn toàn vượt trội hơn giác quan, cũng như là đàn ông đối với phụ nữ. Cái nhìn ngắn gọn về lịch sử của quan điểm duy lý về bản chất của con người làm rõ phản đối của các nhà phê bình nữ quyền. Họ cho rằng quan điểm duy lý và quan điểm tôn giáo Do Thái Kitô giáo dựa trên đó đều là phân biệt giới tính. Các quan điểm duy lý và tôn giáo Do Thái giáo Kitô giáo về bản chất của con người đều có thành kiến với phụ nữ. Quan điểm duy lý cho rằng lý tính là đặc tính cốt yếu của bản chất con người, nhưng chúng chỉ hoàn thiện ở những nam giới trưởng thành, và kết quả là quan điểm duy lý chỉ cho phép đàn ông trở thành những người hoàn toàn là con người, vì chỉ đàn ông mới có hoàn toàn lý trí, phụ nữ thì không hoàn toàn lý trí. Thay vào đó, phụ nữ bị điều khiển bởi cảm xúc và những mong muốn của mình. Họ nói rằng những cảm xúc và những ham muốn là trần tục, là không trong sạch, trong khi ngược lại, lý trí được coi là trong sáng. Hơn nữa, quan điểm duy lý khẳng định rằng lý tính phải thống trị. Vì vậy, nó ngụ ý rằng đàn ông nên cai trị. Những quan điểm về lý trí, tình cảm, đàn ông, phụ nữ, người cai trị, người bị cai trị, sự trong sạch và sự không trong sạch đều quan trọng, bởi vì chúng ảnh hưởng đến cách mà chúng ta suy nghĩ hiện nay. Có nhiều người trong chúng ta vẫn vô thức tiếp tục cho rằng phụ nữ là giàu cảm xúc và đàn ông thì là người lý trí. Ngày nay nhiều người vẫn cho rằng những ham muốn xác thịt khiến cho chúng ta làm điều ác và bị ô uế, trong khi lý trí lại thúc giục chúng ta làm điều đúng đắn và những điều trong sạch. Nhiều người hiện nay cho rằng trong khi lý trí tìm cách khách quan thì cảm xúc lại cản trở và khiến cho chúng ta trở nên chủ quan. Nhiều người hiện nay cho rằng đàn ông làm lãnh đạo thì sẽ giỏi hơn phụ nữ. Và ngày nay, các nhà phê bình nữ quyền khẳng định rằng quan điểm duy lý đã biện minh cho việc áp bức phụ nữ. Những tuyên bố của các nhà nữ quyền về quan điểm duy lý về bản chất của con người có liên quan đến cách mà quan điểm duy lý được sử dụng để chinh phục những người bản địa ở Tân Thế Giới, tức là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày nay. Như chúng ta đã biết, khi mà Columbus khám phá ra Tân Thế Giới, nơi đây có hàng triệu người bản địa sinh sống. Một số người châu Âu tuyên bố rằng người bản địa ở Tân Thế Giới kém lý trí hơn là người châu Âu. Họ trích dẫn tuyên bố của Aristotle và cho rằng những người kém lý trí hơn thì được gọi là những kẻ man rợ, barbarians, những người có thể bị bắt làm nô lệ bởi những người lý trí hơn. Do đó, họ coi những người bản địa ở Tân Thế Giới là những kẻ man rợ mà họ có thể đối xử một cách hiển nhiên như là nô lệ. Tuy nhiên thì nhiều triết gia không chấp nhận những phản đối này đối với quan điểm duy lý và tôn giáo về bản chất của con người. Còn số khác thì chấp nhận những phản đối và họ tìm mọi cách để có thể phản biện, để có thể vượt qua được nó. Trong tập sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về chủ đề này, triết học và nữ quyền. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.